bảo cô đi về cũng không về à? Dừng lại tất cả, mời về cô. Mời chú dừng lại nhé. Cô ơi dừng lại, yêu cầu cô dừng lại để mời về cô. Mời bác cho em. Mời mời bác. Nhắc suốt từ sáng rồi. À cái con người ta đã nhắc rồi đấy rồi. Không phải. Mấy đứa dùng từ xe đi chợ. Xe đi chợ. Đây mời bác đứng qua đây để gọi xe đưa các bác về. Rồi chào chú. Mời chú ở kia đó. Chú không đeo khẩu trang nhá. Chú đang đét trong quần, cháu quay rõ từ nãy giờ rồi. Mời chú đứng đây luôn ạ. Đứng để cháu bọn cháu xử lý ạ. Mời chú đứng ạ. Đứng cái gì tao đi tập thì cho quên. Mời chú đứng ạ. Cái vũ rồi nó đứng ra. Một cháu đang ngồi ở lại. Mời ta đi lịch sự. Người ta tập. Không, cháu mời bác đứng lại. Bây giờ cả nước người ta nước cầu không được thì đưa tập. Không có lý do gì ở đây cả. Ta làm gì? Ta đi tập. Ở đây mời về. Mới đi được một đoàn từ đây mà. Không. Thì đi, bây giờ người ta cấm hết rồi. Đừng có đẩy xô gì. Bác xô xin lỗi cho bác ạ. Thôi thôi, tất cả mọi người ngồi đây hết. Thôi mời ta đi. Bác không đi được đâu. Không ta đi. Chắc chắn là không đi được. Không, thì tôi đi trên tập thể dục có làm gì đâu. Chắc chắn không đi được. Không, chờ em bao giờ. Chúng mời về trụ sở bây giờ. Dạ, mời cái gì? Ở đây không làm việc phải đâu. Cháu sẽ mời về. Các quần mùi áo lót thì tôi tập thể dục làm gì? Xin lỗi các anh. Xin lỗi các anh. Thế có phải là quần áo dài không? Với cái tuổi 78 rồi, xin lỗi các anh. 70 thì có phải là trẻ thanh niên đâu. 100 tuổi cũng được. Ừ, nhưng mà thôi cho tôi đi về. Xin lỗi các anh. Tôi chú lại. Bác đi đây đi. Bác đi đây đi. Anh 78 rồi. Các anh. Xin lỗi các anh. Thảo và cháu mời về đã. Còn hôm nay về thì em xử lý thế nào? Giải quyết thế nào? Không phải làm gì. Về cam kết rồi các em. Nó không bao giờ xảy ra lần thứ hai nữa vì tôi đi ra đây cho tôi đi ra chợ mà. Ôi, xin lỗi. Không ai lý do gì cả. Đã ra ngoài đường không lý do gì cả. Cháu ra cho chợ. Không phải đâu. Cháu đưa xe ra mời các bác về vội ra ngoài. Còn ở đây là tầm chắc thế. Dừng mấy sạn như nào? Chỗ bắt đầu vương lưu phong anh này. Đó, chọn là bà con trong phường cả. Em đang bảo với quân để xe lên. Tôi xin lỗi từ đầu đến cuối. Tôi xin lỗi từ đầu đến cuối. Vâng. Vậy thì ta không đi nữa. Không, bác không nhận ra lỗi mà các